Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác trước các thông tin không chính thống, mạo danh mời đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân trên 18 tuổi, đang diễn ra từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Chiến dịch lần này triển khai trên quy mô lớn, bảo đảm tiêm chủng 150 triệu liều vaccine mà Việt Nam đã và đang đàm phán để đặt mua từ nay đến tháng 4 năm 2022. Nhằm tăng độ bao phủ vaccine với người dân, đạt miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh cũng như cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn.